Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Chí Dũng, với cái nickname trong BDC là Dũng Tương ớt. Hiện tôi đang là giám đốc của công ty Tương Việt Hoa Sen, chuyên sản xuất các loại nước chấm và gia vị. Hiện nay chúng tôi có 4 nhà máy, 2 nhà máy ở Long Khánh, Đồng Nai, 1 nhà máy ở Bình Thuận và 1 nhà máy ở Gia Lai. Các lớp học của BDC thì tôi học rất là nhiều lần. Ví dụ như giải phóng lãnh đạo thì hình như là 6 lần, lớp chiến lược thì là 5 lần, còn lớp tự động hóa thì cũng 3 lần rồi. Cái phương pháp học của tôi là học theo chiều sâu. Bạn hãy tưởng tượng là một con voi á, chúng ta muốn ăn hết á, thì chúng ta phải ăn từng phần từng miếng. Thì trong doanh nghiệp của mình cũng vậy. Trong doanh nghiệp của mình, mỗi giai đoạn thì nó sẽ sự mà khó khăn, cái sự nỗi đau nó khác nhau. Mà cái kiến thức của chúng ta một lần dung nạp á, nó sẽ rất là khó mà có thể tiếp thu và chuyển hóa nó thành cái hành động cụ thể được. Chính vì vậy mỗi lần thì tôi học, tôi sẽ mang về khoảng 3 đến 5 điều cần thay đổi trong doanh nghiệp của tôi. Chúng tôi áp dụng, và khi có kết quả rồi thì bắt đầu lại có nỗi đau khác, thì chúng ta lại quay lại chúng ta học nữa và chúng ta về cải tiến cho doanh nghiệp của mình. Lớp mà chiến lược mà tôi học đó là năm 2018, lúc đó tôi mới có hai chi nhánh thôi, và thương hiệu của doanh nghiệp chúng tôi cũng không có tên mà không có tuổi ở trên thị trường. Còn ngày hôm nay quay lại thì cũng báo cáo với lại BDCA là hiện nay là ta đã 4 doanh nghiệp với quy mô là 150 nhân sự, và rất là may mắn, giống như thầy nói là doanh nghiệp của chúng tôi đã bắt đầu là ở top 3 thị trường ngách của mình rồi. Cái kiến thức mà kỳ này là tôi cảm thấy tâm đắc nhất đó là 12 bước bán hàng ở trên sân khấu. Doanh nghiệp của tôi hiện nay là theo truyền thống thôi, tới từng cửa hàng. Như vậy là đang là cái phương pháp là bán hàng một bắn tỉa, giống như thầy nói là một người bán cho một người, một người bán cho một người. Thì tôi đang mong muốn làm cách nào đó để về có thể cải tiến cái phương pháp bán hàng, để một lần có thể bán nhiều người cùng một lúc hội thảo. Tôi đang có một ý tưởng là sẽ là live stream bán tương ớt. Điều tôi muốn nhắn gửi đến các chủ doanh nghiệp á, giống như là logo của BDC thôi. BDC là viết tắt của phải đi cùng anh. Rất là mong muốn các chủ doanh nghiệp hãy cùng đi đến BDC để có những sự chuyển đổi vượt bậc.